tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa gửi văn bản thông báo cho bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, về việc cơ quan điều tra đã nhập đơn tố giác tội phạm của bà Hàn Ni, tố bị can Nguyễn Phương Hằng vào vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân để điều tra chung. Bà Đặng Thị Hàn Ni có đơn tố cáo bị can Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xúc phạm lợi ích của cá nhân và đe dọa giết người. Theo cơ quan điều tra, hiện cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra vào năm 2021-2022 tại thành phố Hồ Chí Minh do bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương thực hiện. Theo cơ quan điều tra, do đơn tố giác về tội phạm của bà Hàn Ni có liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nhập đơn của bà Hàn Ni vào vụ án đang điều tra bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi vừa nêu. Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream đưa ra những thông tin không đúng sự thật, xúc phạm đến danh dự uy tín của nữ ca sĩ Vy Oanh. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra để xác minh đồng phạm cũng như hành vi vu khống, làm nhục người khác của bị can Nguyễn Phương Hằng. Ngày 22 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tại Bình Dương.